mỏng quá. Xin chào quý cô chú anh chị cùng toàn thể các bạn, rất vui được gửi tới quý khán giả những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Bây giờ là 16 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2024, em Việt Châu Việt đang ở ngã tư Hàng Cót, Hàng Mã và trên tuyến phố Hàng Gà quý vị và các bạn. Buổi trưa hôm nay thủ đô Hà Nội nắng chói chang, nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 32 độ C. Các chiều rất nhộn nhịp trên ngã tư Hàng Mã và Hàng Cót. Chiều nay em Việt sẽ mời quý khán giả cùng em Việt đi một vòng từ ngã tư Hàng Cót, Hàng Mã qua tới ngã tư Lò Sũ và Hàng Dầu. Em Việt cho Việt sẽ dừng clip. Bây giờ thì trời hơi có gió nhẹ nhưng mà em Việt đứng một lúc cảm giác nóng quý vị của các bạn. Mỗi hôm qua ngày em Việt cho Việt thấy tươi đẹp, hôm nay thì bớt tươi đẹp. Quý cô chú anh chị và các bạn tới kênh của em Việt Châu Việt, hãy tặng em Việt Châu Việt một like ạ. Và quý khán giả lần đầu tới kênh hãy đăng ký kênh ủng hộ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Số cửa hàng kinh doanh ở trên tuyến phố Hàng Mã như quý khán giả và các bạn thấy vẫn chưa kinh doanh, chưa có người kinh doanh. Cảnh kinh doanh buôn bán ghế ẩm như một số cửa hàng đã trả mặt bằng. Còn lại một số cửa hàng kinh doanh buôn bán như quý khán giả và các bạn thấy vắng khách. Em Việt Châu Việt đang ở ngã tư phố Hàng Đồng, Hàng Rươi và tuyến phố Hàng Mã. Các cảnh so với dịp lễ Trung Thu quý vị và các bạn, Tết Trung Thu các cửa hàng kinh doanh buôn bán rất chậm. Hay cửa hàng bánh mì phố như quý khán giả và các bạn thấy vắng khách. Chúng tôi chú ý chị và các bạn chia sẻ clip để nhiều du khách biết về nét đẹp tại phố cổ Hà Nội. Du khách sắp xếp một dịp gần nhất tới tham quan. Em Việt đi thì cảm giác gió mát quý vị và các bạn, cảm giác gần gần quanh quanh của Hà Nội có mưa rồi. Gió rất mát. Vâng, trước màn hình là ngã tư Hàng Lược và Hàng Mã. Đoàn du khách đang đi tham quan phố cổ Hà Nội bằng xe điện. Những hình ảnh trên tuyến phố vắng vẻ. Từ Hàng Mã Đồng Xuân tới phố Hàng Chiếu rồi. Wow, gió bây giờ rất to quý vị và các bạn đây.
từ Hàng Chiếu và đến phố Hàng Giày như Nguyễn Thiện Thuật. Sang đến phố Hàng Chiếu thì quý khán giả các bạn thấy kinh doanh buôn bán nhộn nhịp hơn, nhất là các cửa hàng kinh doanh buôn bán phục vụ khách du lịch. Trước màn hình là cửa ô Quảng Trường. Hai du khách vừa xuống tới phố cổ. Chuyên kinh doanh buôn bán đồ lưu niệm cho khách du lịch, quý vị và các bạn thấy cửa hàng trang trí rất bắt mắt. Xa xa là hai bạn trẻ đang chọn cho mình những mặt hàng để làm kỷ niệm. Trước màn hình là ngã tư Mã Mây, Hàng Buồm và đến phố Đào Duy Từ. Đây các cửa hàng đắt cảnh. Mời quý khán giả của em Việt sẽ sang một đoạn trên đường phố Mã Mây. Bây giờ lại có ánh nắng rồi. Những hình ảnh trên đường phố Hàng Buồm. Wow.
may vẫn còn một số cửa hàng chưa có người kinh doanh. Bây giờ thì thời tiết rất tươi đẹp quý vị và các bạn. Em Việt cho biết thấy những cơn gió mát. Các cửa hàng đã chuẩn bị để phục vụ du khách vào buổi tối rồi. Trước màn hình là ngã tư Lương Ngọc Quyến và Mã Mây. Bán cà phê và em Việt trong việc thấy rất đông các du khách. Mời quý khán giả của em Việt đi tiếp trên tuyến phố Mã Mây. Các chị bán hoa quả cũng vắng khách. Trước màn hình là ngã ba phố Hàng Bạc và Mã Mây. Chúng ta đã trên tuyến phố Hàng Bạc rồi. Cảnh chiều này nắng rực rỡ, ánh nắng trong vắt như pha lê các bạn. Trên tuyến phố Mã Mây. Anh là rực rỡ. Giả của em Việt đi tiếp trên phố Hàng Bạc. Và mời quý khán giả của em Việt sẽ sang tuyến phố Hàng Bạc. Việc đi tiếp trên phố chợ Hàng Bè. Người dân của Hà Nội kinh doanh buôn bán phải thời trần để bớt nóng. Em Việt sau Việt đã tới ngã ba phố Hàng Bè và ngõ Gia Ngư rồi. Bỏ vào các thùng rác thu gom tại trụ sở ban nhân dân 18 phường và các điểm thu gom đã được thống nhất giữa ban nhân dân các phường và ưu tiên công hoàn kiếm. 4. Chất thải còn lại sau khi phân loại cho vào túi kín chuyển giao cho công nhân thu gom trong khung giờ đã quy định hàng ngày. Như cần thực hiện phân loại rác sinh hoạt bỏ rác trong 18 giờ đúng theo quy định. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt theo nghị định 45/2022.
đã thông sóng mới hàn ra đây. Màn hình là ngã tư phố Hàng Thông và Hàng Dầu, cảnh chiều rất nhộn nhịp, đây một tốp du khách đang tham quan phố cổ. Em Việt đi một vòng từ ngã tư Hàng Con, Hàng Mã qua tới ngã tư Nò Súc và Hàng Dầu. Chứ mà mình là ngã tư Nò Súc và Hàng Dầu rồi. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn ở khoa của Mr.